Một chiếc xe tải tấp vào trước một ngôi nhà yên tĩnh ở ngoại ô. Biển báo mờ trên sườn xe tải có nội dung giết côn trùng. Đó không phải là công việc hấp dẫn nhất, nhưng vẫn cần có ai đó phải làm nó. Trong tất cả những năm làm công việc giết côn trùng của mình, người đàn ông này đã gặp tất cả kiến, mối, chuột. Anh ta chưa bao giờ gặp được một công việc mà anh ta không thể đảm đương được. Khi nhìn ra ngôi nhà rộng lớn ở ngoại ô này, anh ấy không thể không chú ý đến bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và những cây cảnh được tạo hình đẹp mắt. Những chiếc thùng rác được xếp ngay ngắn trên lề đường, sẵn sàng cho người lấy rác. Nó không giống như kiểu nhà sẽ có vấn đề về sâu bọ. Nhưng một lần nữa, người diệt sâu bọ này hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng vẻ bề ngoài có thể chỉ là lừa dối. Mọi người thường nghĩ rằng chỉ có những khu ổ chuột mới thu hút được sâu bọ. Nhưng anh biết rằng ngay cả những căn bếp sạch sẽ nhất vẫn có thể gặp vấn đề với những vị khách không mời mà đến. Anh ta nhảy khỏi xe tải của mình và đi tới cửa trước, mang theo thiết bị trên lưng và một bìa kẹp hồ sơ trên tay. Anh nhanh chóng xem lại các chi tiết cụ thể của công việc này từ tờ giấy trên bìa kẹp hồ sơ của mình. Một người phụ nữ đã gọi điện đến công ty của anh, phàn nàn về sự xâm nhập của những con rán lớn, yêu cầu họ cử người đến ngay lập tức. Anh ấy nhớ rằng bà ấy có vẻ cực kỳ điên cuồng khi nghe điện thoại, kích động hơn nhiều so với những vấn đề nhỏ về rán. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, một số người thực sự rất không thích côn trùng. Anh bấm chuông cửa và đợi. Một bà già trông tiều tụy ra mở cửa. Chờ anh nãy giờ, bà già cáu kỉnh. Có một ổ rán rất lớn trong tầng hầm, hàng trăm con trong đó. Tôi rất muốn anh xuống đó và làm gì với nó. Chắc chắn rồi thưa bà, người diệt côn trùng nói một cách lịch sự. Một phần công việc của anh ấy là phục vụ những khách hàng điên rồ. Anh ấy đã quen với những thứ này. Nhiều chủ nhà cực kỳ sợ hãi côn trùng đến nỗi họ hóa đá cả người khi nhìn thấy một con nhện hoặc một con rán. Anh ấy đã quen với việc đối phó với tất cả các loại côn trùng đáng sợ. Vì vậy, anh ấy không lo lắng một chút nào. Anh chắc chắn đây sẽ là một công việc dễ dàng. Bà cứ yên tâm vì đã có chúng tôi. Chúng tôi sẽ giết hết nụ rán đó. Anh nói và nhắc lại khẩu hiệu của công ty mà anh bắt buộc phải lặp lại. Chúng đang ở dưới tầng hầm, bà già nói. Tôi đã cố giết chúng nhưng có quá nhiều. Và chúng quá nhanh. Tôi đã quá già để chạy theo một lũ sâu bọ. Nó làm tôi cực kỳ mệt mỏi. Tôi đã tự mình xuống đó với một cái bình xịt, nhưng tôi cảm thấy quá mệt nên không thể theo kịp. Có vẻ những con bọ đó đã khiến tôi buồn ngủ. Tất nhiên thưa bà, người diệt côn trùng gần như quá nhàm chán khi người phụ nữ lớn tuổi này phàn nàn về những con rán trong tầng hầm của mình. Tất nhiên, có một lời giải thích dễ dàng cho tất cả điều này. Người phụ nữ này đã rất già, vì vậy bà ấy sẽ không thể chạy xung quanh nhiều mà không mệt. Điều đó hợp lý hơn nhiều so với việc tin rằng những con rán bằng cách nào đó đang hút hết năng lượng của bà ấy. Nhưng một lần nữa, anh ấy đã quen nghe đủ loại câu chuyện điên rồ từ những khách hàng sợ hãi. Vì vậy, anh ấy không suy nghĩ nhiều về điều đó. Để tôi xem bà đang gặp phải vấn đề gì nào. Người diệt côn trùng mở cánh cửa tầng hầm và đi vào bóng tối. Anh tìm thấy công tắc đèn và cuối cùng các ngón tay của anh khúc bật lên được. Một bóng đèn trần treo trên trần nhà nhấp nháy rồi sáng lên. Cầu thang dẫn xuống sâu tầng hầm cong vênh, ọp ẹp. Anh ấy để ý bước đi của mình khi đi xuống. Những tấm ván kêu cọt kẹt dưới chân anh ta thật đáng ngại. Tầng hầm chứa đầy rác, tất cả những thứ lật vật tích lũy trong cả cuộc đời của chủ nhân. Anh ta nhìn thấy hàng đống hộp các tông, đầy sách cũ và quần áo rác rưởi. Các thùng sơn được chất trong góc bất chấp mọi quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Lò hơi kêu lục cục và khò khè, có vẻ như nó có thể cần được thay thế khá sớm. Không khí có mùi ẩm mốc. Anh tự hỏi liệu bà già này đã bao giờ dọn dẹp tầng hầm này chưa nhỉ? Nhìn vào mớ hỗn độn này, không có gì lạ khi bà ấy gặp vấn đề với rán. Người diệt côn trùng không thể không nghĩ đến việc căn hầm này trông lộn xộn và bẩn như thế nào so với mặt tiền sạch đẹp của ngôi nhà bên ngoài. Người diệt côn trùng rút đèn pin ra và bật nó lên. Anh nhắm nó vào các góc, hy vọng có thể thấy một số bằng chứng về cuộc xâm lược của những con côn trùng. Anh ta không thấy gì cả. Bà lão mô tả một tầng hầm ngập tràn lũ côn trùng, nhưng anh không nhìn thấy một con nào. Anh ta ngáp ngủ một cái. Tại sao anh ấy cảm thấy mệt và rất buồn ngủ? Công việc này chắc hẳn mệt mỏi hơn anh ấy nghĩ, bởi vì anh ấy cảm thấy mệt rồi. Chẳng lẽ bà lão nói đúng? Có cái gì dưới tầng hầm đang làm cho anh ta buồn ngủ? Nó có thể là một cái gì đó từ những con rán không? Không, điều đó thật nực cười. Anh ấy biết đủ về loài rán để biết rằng điều đó không thể xảy ra. Và anh ấy sẽ không bắt đầu tin về những điều viển vông nữa. Anh là một người lý trí. Anh biết rằng bạn không thể để những suy nghĩ vớ vẩn xâm lấn tâm trí khi làm công việc này. Ngoài ra, anh ấy tự nhắc mình, anh ấy vẫn chưa thực sự thấy bất kỳ bằng chứng nào về rán cả. Anh ta tiếp tục đi thăm dò xung quanh tầng hầm và vẫn không tìm thấy gì.
anh cau mày. Điều này thực sự đáng lo ngại. Trước hết, anh ta không thích việc giải thích với bà lão ở tầng trên rằng bà thực sự không có vấn đề gì về dán. Bà ấy có lẽ sẽ không để anh ấy yên khi anh ấy nói với bà ấy rằng bà đang bị ảo tưởng. Nhưng anh cũng hy vọng rằng đây sẽ là một công việc lớn. Nếu anh ta không tìm thấy bất kỳ con côn trùng nào, anh ta sẽ không thể biện minh cho việc tính phí cao cho chuyến ghé thăm này. Thật lãng phí thời gian của anh. Đột nhiên, anh ta bắt gặp chuyển động từ khóe mắt của mình. Anh quay xung quanh, hướng đèn pin của mình vào góc, chỉ đủ nhanh để nhìn thấy thứ gì đó xẹt qua một vết nứt trên tường. Anh ấy có tưởng tượng ra điều gì đó không? Không, anh ấy tự nhủ. Anh ấy chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó. Tuyệt quá. Anh ấy đến gần góc tường, tinh thần của anh vẫn phấn chấn trở lại. Anh ấy rất vui vì anh ấy đã thực sự sẽ có một điều gì đó để báo cáo với khách hàng ở tầng trên của mình. Có lẽ anh ấy sẽ tìm thấy cả một tổ trong vết nứt đó. Điều đó thật tuyệt. Anh ấy có thể đề xuất phương pháp khử côn trùng toàn bộ ngôi nhà, và điều đó sẽ mang lại một số tiền lớn cho công ty. Anh nheo mắt lại và lại gần hơn. Ngay cả với đèn pin chiếu lên vết nứt, tầng hầm vẫn tối đến mức khó có thể nhìn thấy. Anh có thể nhìn thấy những tấm ván gỗ của ngôi nhà qua lớp sơn bong chóc trên tường. Nếu anh ta liếc mắt vừa phải, anh ta nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy thứ gì đó đang vặn vẹo ngay giữa các tấm ván. Dù là gì đi nữa, nó sẽ ngừng di chuyển khi chùm đèn pin của anh ta quét qua nó. Điều đó rất bất thường. Anh ấy biết từ kinh nghiệm rằng khi bạn lật một tảng đá lên, lũ bọ sẽ luôn đua nhau tìm chỗ ẩn nấp. Chúng không đủ thông minh để chơi trò giả chết. Nhưng đó chính xác là những gì có vẻ như là côn trùng này đang làm. Anh dụi mất bằng bàn tay còn lại, cố gắng chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ bất chợt. Anh ấy thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ hơn trước. Nhưng anh ấy thực sự cần phải hoàn thành công việc này. Anh ta di chuyển đến gần hơn và con gián quyết định thôi đừng im. Con côn trùng bò đi, cố gắng chui sâu cơ thể nhỏ bé màu xám của nó vào giữa các tấm ván để trốn thoát. Người dưới côn trùng di chuyển nhanh. Anh ta rút một chiếc nhíp từ trong túi ra và kẹp chặt vào bụng của con côn trùng đang vặn vẹo trước khi nó có thể trốn đi. Anh ta đưa nó lên gần mũi để có thể nhìn rõ hơn. Người dưới côn trùng cười. Anh ấy đã nhìn thấy mọi loại côn trùng và anh ấy có thể nhận ra gián khi nhìn thấy chúng. Đây không phải là gián. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể biết rằng anh ta đang nhìn một con dế hoàn toàn vô hại. Giống như rất nhiều người, bà lão đó chắc hẳn vừa hoảng sợ khi nhìn thấy một con bọ nên cho rằng đó là một con gián. Tốt đấy, hầu hết mọi người không ngại có dế trong nhà của họ. Vì vậy, bà lão sẽ rất vui khi biết tin này. Nhưng mà khoan, nó có phải là một con dế không? Khi quan sát kỹ hơn, anh thấy rằng nó có một số đặc điểm bất thường. Có những cái móc kỳ lạ có thể nhìn thấy ở mặt sới bụng của nó, sắc nhọn đến mức ngay cả một người diệt côn trùng có kinh nghiệm như anh ta cũng nghĩ rằng tốt hơn không nên giữ thứ này quá gần mặt mình. Có phải là những cái kim để đốt không? Con vật này có độc không? Và lạ lùng hơn nữa, nếu nhìn gần hơn, anh ta nghĩ rằng mình thậm chí có thể nhìn thấy những sợi dây kim loại nhô ra từ trong người nó. Người diệt côn trùng ngáp, dụi mắt. Anh ấy đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh ta bị sao vậy? Tối qua anh ấy ngủ không đủ giấc à? Mình lẽ ra nên uống thêm một tách cà phê thứ hai vào sáng nay. Anh nói với chính mình. Tại sao mình không thể tập trung? Lời nói của anh ấy tắt ngấm ngay lập tức. Giấc ngủ bao trùm lấy anh. Anh ngã quỵu xuống sàn với một cú huých làm rơi chiếc nhíp của mình. Con dế thoát ra khỏi chiếc nhíp đã rơi khỏi tay anh ta. Con dế rơi xuống sàn và nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, thay vì chạy, con côn trùng nhỏ bé lại quay lại. Nó lướt về phía cơ thể đang nằm sấp của người dế côn trùng, đi một đường thẳng đến đầu anh ta, như thể nó đang di chuyển một cách có chủ ý. Đây không phải là những chuyển động do bị kích thích đơn thuần của côn trùng. Con côn trùng trườn qua khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ, bò qua cằm và sau đó là môi và lỗ mũi trái của anh ta. Với một cử động đột ngột, con dế trườn lên mũi và biến mất. Người dế côn trùng khịt mũi và lầm bầm trong giấc ngủ của mình, nhưng cảm giác một con côn trùng bò vào mũi không thể đánh thức anh ta dậy. Sau vài phút, người dế côn trùng mở mắt. Anh ngồi dậy với một tiếng rên rỉ và xoa đầu mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh ấy có ngất đi không? Thật xấu hổ. Anh nhìn xung quanh, tìm thấy chiếc nhíp và chiếc đèn pin của mình trên mặt đất bên cạnh. Nhưng bất kể anh nhìn ở đâu, anh ta không thể nhìn thấy con côn trùng nữa. Nó đã đi đâu? Anh ta quay lại vết nứt trên tường để nhìn lần thứ hai, nhưng không thấy gì. Một cách lơ đễnh, người diệt côn trùng xoa mũi. Anh ta cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ trong mũi và tự hỏi liệu có thể bệnh dị ứng của anh ta đang xuất hiện lại hay không. Anh ta không nhớ gì về trải nghiệm kỳ lạ của mình. Anh thăm dò con ngón tay của mình vào vết nứt và di chuyển xung quanh, hy vọng tìm thấy một số bằng chứng về con côn trùng mất tích. Không có cái gì ở đó cả. Chà, ít nhất anh ấy biết rằng mình đang phải đối phó với những gì, và chắc chắn đó không phải là một con gián.
Cuối cùng, anh nhún vai một cách bất lực và quay trở lại tầng trên. Anh đã tìm về những con rắn? Bà lão hỏi khi anh ta quay trở lại cầu thang. Tôi biết có rắn ở dưới đó. Anh lắc đầu. Thưa bà, tôi đã tìm khắp tầng hầm và không tìm thấy con rắn nào. Anh giải thích với bà rằng tất cả những gì anh ấy có thể tìm thấy dưới tầng hầm là một con dế vô hại. Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu tranh luận với anh ta, khẳng định rằng những gì bà nhìn thấy trong tầng hầm của mình không phải là con dế. Nhưng người dì con trùng đã quyết định. Điều này thật khó chịu. Anh ấy nghĩ rằng bà ấy sẽ rất vui khi biết rằng nhà bà không có rắn. Nhưng bây giờ bà ấy chỉ muốn làm ầm lên. Anh sẽ không lãng phí thêm thời gian vào công việc vô nghĩa này nữa, đặc biệt là khi anh ấy còn có công việc thực sự phải làm. Anh ta lắc đầu rồi gom lại thiết bị của mình và chuẩn bị rời đi. Người dì con trùng quay trở lại xe tải của mình và nổ máy. Khi anh ta rời đi, tâm trí của anh ta đang nghĩ đến công việc tiếp theo của mình. Anh ta không có suy nghĩ nào khác về người phụ nữ lớn tuổi này và sự hoang tưởng của bà ta về loài rắn. Anh ta không ngừng tự hỏi điều gì đã xảy ra với con dế kỳ lạ mà anh ấy đã tìm thấy. Nó có lẽ vừa chui vào tường trở lại, anh nghĩ. Anh ta chắc chắn sẽ không có lý do gì để nghĩ rằng con dế vẫn ở bên anh ta và vĩnh viễn trong đầu anh ta. Người dế con trùng đó vừa có được một người bạn cả đời mới, một người bạn mà chúng tôi gọi là SCP-2119. SCP-2119 là một sinh vật cơ học giống một loài côn trùng nhỏ màu xám, dài từ 5 đến 15mm. Với cơ thể phân khúc, 6 chân có khớp nối và phần nhô ra từ đầu và bụng tương ứng với râu và vỏ trứng. Tuy nhiên, SCP-2119 dường như không sinh sản bằng bất kỳ phương thức nào mà con người biết đến. Vì vậy, những đối tượng này có thể chỉ đơn giản là một dạng bắt chước, một thứ được thêm vào để khiến SCP-2119 trông giống như một loài côn trùng thông thường, để con người ít dễ thấy hơn. Thử nghiệm di truyền đã xác định rằng các bộ phận hữu cơ của SCP-2119 phần lớn giống với Gryllus rubens, hay còn gọi là dế đồng Tây Nam. Tuy nhiên, một điểm khác đáng chú ý giữa SCP-2119 là SCP-2119 còn được gọi là ký sinh trùng lan truyền có 6 móc thép gai ở mặt dưới cơ thể. Điều kỳ lạ là SCP-2119 cũng chứa các bộ phận cơ khí, bao gồm cả các bộ phận silicon không khớp với bất kỳ loại dây điện nào đã biết, khiến các nhà nghiên cứu của tổ chức cho rằng SCP-2119 là một dạng sống nhân tạo. Tại thời điểm này, ai đó đã tạo ra SCP-2119 và tại sao vẫn còn là một bí ẩn. Theo nhiều cách, SCP-2119 không chỉ giống như một con côn trùng thông thường, mà còn hoạt động như một loài côn trùng. Nó dường như sở hữu khả năng tự nhận thức và trí thông minh cực kỳ thô sơ, có thể so sánh với những con côn trùng thông thường, có thể cảm nhận được vật chủ tiềm năng, phát hiện ra nguy hiểm. Nó thể hiện nhiều bản năng tự bảo tồn bình thường phổ biến đối với cuộc sống của côn trùng. Nếu bị phát hiện bởi một con người có ý thức, nó sẽ chạy trốn hoặc ẩn náu, nhưng nó sẽ có một biện pháp tự bảo vệ mà không là côn trùng bình thường nào làm được. Bất kỳ con người nào đến gần SCP-2119 sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng bất tỉnh trong vòng 3 đến 8 phút. Một khi đối tượng là con người bất tỉnh, SCP-2119 sẽ đi vào đầu của họ, qua lỗ mũi hoặc tai, cuối cùng đi đến não của đối tượng. Nơi đó sẽ sử dụng các móc thép gai của mình để gắn chính nó vào thể chai. Đây là các sợi thần kinh giúp hai phần não bên trái và phải giao tiếp với nhau. Chủ thể con người sẽ dần dần tỉnh dậy mà không còn nhớ gì về sự kiện này. Sau khi tỉnh dậy, đối tượng sẽ trở lại thói quen bình thường của họ và tiếp tục sống như thể họ không bị ảnh hưởng. Có vẻ như việc nhiễm ký sinh trùng truyền bệnh không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về thể chất, tinh thần hoặc tâm lý cho vật chủ, hoặc làm suy giảm cuộc sống hàng ngày của họ theo bất kỳ cách nào. Cho đến nay, mọi nỗ lực để loại bỏ SCP-2119 khỏi não của vật chủ đều dẫn đến cái chết của vật chủ, vì SCP-2119 dường như có một số cách để ngăn chặn hoạt động não của vật chủ khi nó bị đe dọa. Sau khi vật chủ chết, SCP-2119 sẽ thoát ra khỏi đầu vật chủ một lần nữa qua lỗ mũi hoặc tai, khi xác định rằng không có người nào khác ở trong khu vực. Một khi SCP-2119 đã cư trú vào trong não của vật chủ, nó sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu vô tuyến 514.1875 MHz với phạm vi khoảng 3 km, bao gồm một âm thanh kéo dài 0,05 giây trong khoảng thời gian 2 giây, có thể với mục đích xác định vị trí vật chủ khác để bị lây nhiễm. Khi kết nối đã được thiết lập, các mẫu vật sẽ truyền một luồng âm liên tục có độ dài thay đổi giữa các cá thể trong khoảng từ 70 Hz đến 1305 Hz, bước sóng từ 480 cm đến 25 cm. Các nhân viên của tổ chức cho đến nay vẫn không thể phân biệt được bất kỳ mô hình nào trong tín hiệu, vì vậy không biết đó là một hình thức liên lạc hay đơn giản là ngẫu nhiên. Điều kỳ lạ nhất mà SCP-2119 dường như có thể xuất hiện bên trong não người mà không cần xâm nhập qua tai hoặc mũi.
con người đến gần vật chủ bị nhiễm bệnh có 14% khả năng xuất hiện một bản thể của SCP-2119 trong não của họ. Vì SCP-2119 không có phương tiện sinh sản hữu hình, cách thức nó thực hiện điều này tiếp tục gây khó khăn cho các nhà khoa học của tổ chức. Các mẫu vật SCP-2119 được lưu trữ riêng lẻ trong các bể kín được làm bằng kính chắn RF và chỉ được lấy ra để thử nghiệm. Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành trong các phòng kín được bao phủ bởi các bức tường bê tông cốt thép để chặn các đường truyền vô tuyến của SCP-2119. Tất cả nhân viên xử lý các mẫu vật của SCP-2119 được yêu cầu mặc bộ quần áo bảo hộ cấp 3 để bảo vệ họ khỏi bị lây nhiễm. SCP-2119 gần đây đã được cập nhật lớp Euclid sang Keter sau một sự cố đặc biệt, nơi tất cả các vật chủ đã biết đột nhiên ngừng mọi chuyển động, hô hấp và hoạt động não, có thể coi là đã chết. Sau 7 phút 12 giây, các đối tượng hồi sinh mà không bị ảnh hưởng xấu nào từ cái chết của họ và không còn nhớ gì về vụ việc. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 7 phút, các ký sinh trùng truyền bệnh đã ngừng phát ra những tiếng động thông thường, thay vào đó phát sóng những gì dường như là một cuộc trò chuyện bình thường tại nơi làm việc giữa hai kỹ thuật viên làm việc cho thực thể sản xuất ra SCP-2119. Tất cả các đối tượng bị nhiễm SCP-2119 bắt đầu phát ra tiếng động lạ từ cổ họng của họ, mà các nhân viên sau đó xác định là âm thanh của một chiếc ghế bị kéo lê trên sàn bê tông. Sau đó, các đối tượng phát sóng ra một cuộc trò chuyện giữa hai kỹ thuật viên, dường như không biết gì về việc lời nói của họ đã được truyền đi. Trong cuộc trò chuyện này, hai kỹ thuật viên đã phàn nàn về một người tên Rick, một người mà tổ chức đã cho rằng có thể là người giám sát của họ. Sau đó, một trong hai người được gọi đi và uống một lon Coca-Cola. Chương trình phát sóng đột ngột kết thúc khi một trong hai kỹ thuật viên đột nhiên nhận thấy rằng họ đang phát trực tiếp và dừng việc phát sóng. Cái tên Rick cho đến nay là manh mối duy nhất của tổ chức về việc ai đó hoặc cái gì đang chế tạo ra SCP-2119. Nhưng cho đến nay, tất cả các cuộc điều tra nhằm vào danh tính của Rick đều không thành công. Hiện tại không thể ước tính có bao nhiêu người trong dân số bị nhiễm SCP-2119, nhưng xem xét mức độ lây lan của ký sinh trùng, nó được cho là cực kỳ phổ biến. Không có bất kỳ phương tiện nào đã biết để hủy kích hoạt SCP-2119 mà không giết vật chủ của nó, cho nên việc ngăn chặn SCP-2119 là không thể. Ai biết được bạn có thể đã bị nhiễm ký sinh trùng này, vì dù sao, có nhiễm thì bạn cũng chẳng biết được. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-5172, kẻ thu hoạch, để biết về một câu chuyện khác về một sinh vật đáng sợ thích chui vào bên trong não người. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một video bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.